Xin chào các bác. Nãy bên cửa hàng nhà em xả thanh lý cho các bác vài cặp loa phun đơn 40 JBL SJX715. Số lượng chỉ còn vài cặp các bác nhá. Xả cho các bác hàng ngon luôn. Đấy, nội thất bát chép cực gấu luôn các bác nhá. Chép 750 và bát côn 100 luôn. Thì sau đây em sẽ đi vào em giới thiệu chi tiết cho các bác cái dòng loa phun đơn 40 JBL 715 này. Xả kho thanh lý cho các bác nên các bác nhanh tay các bác nhé. Bác nào mua hàng thì vui lòng gọi trực tiếp về bên cửa hàng nhà em, nhanh tay về vì số lượng còn rất là ít mà giá rất là rẻ cho các bác. Dòng này của nó là thùng phun đơn các bác nhé, chơi một bát 40 và một chép kèn 750, thùng sơn sần chống nước, gỗ ván ép các bác nhá, tem cam và tem cờ. Và thùng này thì tay sách ở hai bên. Thùng này em cho các bác kích thước luôn, nó cao 72, sâu 42 và ngang 43 các bác nhá. Nên bác nào đi làm show sự kiện với cái cấu hình bên em lên như thế này thì cực kỳ hay. Bác nào đi sân vườn, hội nghị, không gian rộng lớn, các bác cần loa sự kiện thì alo trực tiếp cho em. Em xả kho 4 đôi này, giá rẻ nhất quả đất cho các bác. Con này lưới sắt các bác nhá, có vải chống bụi. Đây bây giờ em sẽ đi và em giới thiệu nội thất cho các bác. Con bát rất là nặng các bác nhá. Bên trong thì sử dụng phân tần, sử dụng phân tần mạch fit màu đen các bác nhá. Phân tần này cực kỳ gấu hơn. Đây, phân tần rất là gấu. Hai cuộn đồng to vật vã luôn. Phân tần phun đơn này tải cho bát 40, côn 100 thoải mái luôn các bác nhá. Hai tụ to. Đấy, 3 chở nhôm và 2 bóng đèn chống cháy chép. Phân tần này có cái mã là F1518. Bên trong thì lót bông mút trứng. Đấy, thùng gỗ ván ép dày 1/8 các bác nhé. Và toàn bộ ngăn giữa các vách luôn. Thùng toàn bộ ke góc đầy đủ luôn các bác nhé. Đây là cái ô chép. Ô chép thì có cái thanh để đựng chép, để khi nếu các bác ở xa vận chuyển đi nó không bị làm sao cả. Hay bê vác thì chép không bị rơi xuống. Con chép này con chép 750 cốc nhôm. Con này côn 75 các bác nhá. Con chép này từ dày từ 170 luôn, côn 75. Và họng kèn sử dụng họng kèn là 23 x 35. Đấy, họng hình chữ nhật, họng đại luôn các bác nhá. Bình thường những cái dòng loa 75 trên thị trường nó chỉ sử dụng họng 23 x 23 thôi. Nhưng bên người em là sử dụng họng 23 x 35 cơ. Đấy, úp cổ chép. Còn về phần bát, củ bát này sử dụng củ bát 40 JB, chuẩn màng màu xám của JB đúng không nhá. Màng xếp ly lượn sóng, mũ đen, hai tay thỏ, ba gân vải ba gân tẩm dầu. Bát cực kỳ xịn sò luôn đấy. Con bát này cho ra công suất là max 1200W trở kháng 8 ôm các bác nhá. Xương nhôm đúc từ 220 côn 100. Rồi nhá, bây giờ em úp cái củ bát lên thùng và mở cho các bác nghe chất âm cho rõ. Và bây giờ em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác. Sao em mở cái điện thoại. Bây giờ em sẽ báo giá cho các bác nhá. Một đôi phun như thế này em xả với mức giá cực kỳ rẻ. Một đôi phun đơn 40 như thế này em đang xả với mức giá là 7 triệu 3 một đôi các bác nhá. 7 triệu 3 một đôi, em bao ship toàn quốc cho các bác nên các bác nhanh tay. Chỉ còn vài cặp thôi. Anh em nào chốt nhanh nhá. Bảy triệu ba một đôi, bao ship toàn quốc các bác nhé. Các bác thấy không, bát đánh tiếng sáng chống sâu. Đấy, bác nào đi sự kiện bao cho các bác không gian rộng luôn, tiếng đi xa
hát caro cực hay các bác nhá. Thôi nhé, em xin dừng video mua hàng, các bác điện trực tiếp cho em vào hai số điện thoại 5815 và 712. Đây là hai số hotline nhà em, các bác mua hàng có thể kết bạn Zalo nha các bác nhé. Nhà em ra hàng toàn quốc. Hẹn gặp lại các bác ở video xả hàng lần sau. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.